Nhặt được đồ của người chết thì xử lý như thế nào cho đúng? Câu chuyện hôm nay là một bài học của bạn này muốn gửi tới cho mọi người và mong muốn mọi người sau này đừng có làm giống bạn để rước họa vào thân. Bạn này hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và quê bạn ở tận Cà Mau lận. Ở dưới quê của bạn á, thì ngày xưa tới giờ chuyên nuôi tôm quảng canh và mới chuyển sang hình thức nuôi tôm công nghiệp khoảng 7 năm nay thôi. Từ trước tới giờ thì mọi thứ đều ổn thỏa và tôm nó vẫn lớn lên khỏe mạnh bình thường. Cho tới vào năm 2019 á, thì mẹ bạn mới quyết định là chuyển cái chỗ nuôi tôm tới gần nhà của cậu mợ bạn để mà tiện cho cái việc chăm sóc tôm. Trong quá trình đào ao đó mà xây dựng cái ao nuôi á, thì cái đội thi công có đào lên một cái khạp da bò. Ở miền Tây thì người ta gọi là khạp da bò, nhưng thật ra nó giống như là một cái chum, một cái lu nhỏ vậy đó mọi người. Khi mà mọi người mở cái nắp khạp da bò này ra đó, thì phát hiện ở trong đó có một cái đôi dép quai ngang của người phụ nữ ngày xưa, một cái chiếc lược, một cái bộ đồ và một cái túi vải đựng. Và trong cái túi vải đó nó đựng một cái chiếc vòng cẩm thạch. Nhưng mà khi mọi người mở cái túi vải này ra đó, thì cái chiếc vòng cẩm thạch này nó bị gãy. Khi mà nhìn thấy như vậy á, thì gia đình của bạn cũng biết là cái điều gì rồi, cũng biết là cái đồ này là của người mất rồi. Do đó thì qua hôm sau, gia đình của bạn cũng mua một cái mâm trái cây cúng, rồi cũng đem những cái thứ đó đem đi đốt hết. Nhưng mà cho tới cái đêm đó, nửa đêm bà ngoại bạn đang ngủ đó, thì bà ngoại bạn nằm chiêm bao thấy ông cố về. Tại vì bạn nói ông cố của bạn ngày xưa khi mà còn sống á, ông cố của bạn làm thầy, thì ông cố mới về nói á là cái người phụ nữ đó không có muốn nhận những cái món đồ trả lễ đó đâu. Tại vì mọi người đã động tới đồ của bà rồi. Thì sau đó khi bà ngoại thức dậy á, bà ngoại mới đem câu chuyện này kể cho mọi người nghe. Mọi người trong nhà thì cũng sợ, do đó là cũng làm thêm một cái mâm chay để mà cúng cái bà này, tạ lỗi với bà. Sau hơn nửa tháng đó, thì cái công trình ao tôm này cũng hoàn thành và mẹ bạn cũng bắt đầu thả những con tôm giống xuống đó. Cứ nghĩ đâu là mọi chuyện đã êm xuôi rồi, nhưng mà cái chuyện gì tới thì nó cũng tới. Cái đêm hôm đó đó thì mẹ của bạn mới ra ngoài cái chòi nhỏ ngoài cái vuông tôm á, rồi mẹ bạn với cậu bạn mới ngủ ở đó để mà giữ tôm. Nhưng mà hai người khi mà đang ngủ tới khoảng 12 giờ đêm á, cảm giác giống như là có ai đang lội từ dưới cái vuông tôm lội lên rồi đi ra ngoài sàn nước xối nước tắm. Cái tiếng xối nước này nghe rất là rõ luôn. Do đó thì mẹ bạn mới tưởng đâu là cha bạn đi ra để mà soi tôm soi cua không à. Khi mà mẹ bạn rọi đèn ra đó thì không thấy ai hết. Bắt đầu là mẹ bạn cảm thấy rất là sợ rồi, cho nên là mới bỏ cậu của bạn ngủ ngoài đó một mình. Rồi đêm đó mẹ bạn vào nhà ngủ. Rồi sáng hôm sau mẹ bạn cũng làm một cái mâm cơm để mà cúng đất đai. Tại vì mẹ bạn chỉ nghĩ là do là mình chưa cúng đất đai thổ thần, thành ra người ta mới phá vậy thôi. Rồi xong đó thì mọi chuyện cũng đâu vào đó, vẫn như thường nhật. Nhưng mà câu chuyện xảy ra ở cái ngày tiếp theo là một ngày định mệnh luôn. Cái ngày hôm đó là bạn quyết định từ Sài Gòn bạn về quê thăm nhà. Bạn cũng là một người thuộc cái trường phái tâm linh. Tại vì hồi xưa tới giờ bạn cũng gặp một vài lần. Tuy nhiên thì bạn không có sợ lắm. Tại vì bạn nghĩ mình không có động chạm tới ai thì người ta cũng không có động chạm gì tới mình. Thì cái đêm hôm đó là cái đêm mà cậu với mẹ bạn không thể nào quên được luôn. Cái đêm hôm đó mới có 8 giờ tối thôi, thì cậu của bạn mới cầm cái đèn ra một cái vuông tôm á, soi coi tôm nó có khỏe hay không. Đang coi tôm đó thì cậu bạn mới thấy một cảnh tượng mà cậu bạn không thể nào bước đi được nữa, mà chỉ lết lết vô nhà thôi đó. Tại vì cậu bạn rất là sợ. Lúc này trước mặt của cậu là một người đàn bà đang mặc một cái bộ đồ bà ba mà đứng chỗ cái sàn nước á, xối nước ra tắm. Mà kinh tởm hơn nữa đó là cái người đàn bà này tóc xõa dài nha, nhưng mà ở chỗ cái bụng của bà giống như nó lòi ra một cái đùm gì y chang như là một cái đùm ruột nó đang lòng thòng ra ngoài vậy đó. Lúc đó thì mẹ bạn với cậu của bạn chạy co giò bỏ nguyên cái đầm tôm ở lại luôn. Lúc này thì mẹ bạn với cậu bạn mới chạy thẳng vô nhà luôn, ra ngoài bàn thờ của ông cố á, rồi nó vái lại rồi xin lỗi. Lúc này trời cũng tờ mờ sáng rồi, khoảng 5:30 sáng á, thì cũng vừa lúc này là bạn từ Sài Gòn trở về luôn. Bạn về thì bạn mới ngạc nhiên, bạn thấy lạ là tại sao mẹ với cậu bạn không ngủ ngoài đầm tôm mà đi ra ngoài trước bàn thờ ông cố làm cái gì. Thì lúc này mẹ bạn mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn nghe luôn. Bạn này thì cũng tò mò, cho nên là bạn mới xin mẹ đó ngủ chung với mẹ một đêm để coi như thế nào. Nói chung thì ở nhà cũng đã cúng rất là nhiều rồi, nhưng mà chắc là do cái bà đó bà không chấp nhận những cái món đồ lễ vật như vậy, cho nên bà cứ phá hoài luôn. Đêm đó thì bạn mới kêu mẹ bạn ngủ trước, còn bạn thì bạn làm bài tập tới 1-2 giờ bạn xong rồi bạn mới ngủ sau. Đêm hôm đó bạn làm bài tập xong cũng khoảng 1-2 giờ đêm gì đó, thì bạn chỉ nghĩ là bạn hoa mắt thôi. Bạn không có nghĩ là người ta linh tới nỗi mà bạn mới vừa nghĩ thôi là bạn có thể thấy người ta liền đâu. Bạn mới rọi cái đèn xung quanh bạn coi thử có cái người đó hay không, nhưng mà không có thấy. Bạn nghĩ là do bạn nhìn màn hình máy tính lâu rồi mắt bạn bị mỏi, nhưng mà không phải. Chỉ 5 phút sau thôi, khi bạn đưa mắt bạn nhìn lại một lần nữa đó, thì lúc này bạn chứng kiến cái người đàn bà đó vẫn đứng cạnh cái thùng nước ở ngoài sàn nước, rồi đang xối nước tắm ngoài đó. Lúc này bạn nói bạn là một đứa rất là ngông cuồng và không hề sợ ma quỷ, cho nên là bạn lập tức đi tìm một cái cây dao nó đã rỉ sét rồi. Bạn mới đi ra ngoài cái chỗ đó luôn, bạn mới chém tùm lum vô không khí luôn, coi như là bạn chém đó. Bạn vừa chém mà bạn vừa chửi, tại vì bạn nghĩ là ma cỏ nó rất là sợ những cái thứ giống như là dao sét nè, tại vì những cái thứ đó nó có tính sát âm. Lúc này bạn mới ngông cuồng bạn chửi người ta. Mà cái câu chửi này sau này khiến cho cả gia đình bạn phải xin phép người ta, phải xin lỗi người ta vì cái câu nói này của bạn. Bạn đi ra bạn chém tùm lum hết trơn luôn. Bạn mới nói là đâu tụi bay có ngon á, tụi bay hiện hình ra thử đi để coi gan đứa nào lớn hơn đứa nào. Thành ra là trong đêm đó bạn không có thấy gì nữa. Bạn cũng nghĩ là bạn ngon rồi, êm rồi, không có gặp nữa. Nhưng mà đêm hôm đó mọi chuyện nó lại xảy ra với người cậu của bạn. Đêm hôm đó thì do cậu bạn đói bụng, cho nên là cậu bạn mới chạy xe đi mua đồ ăn ban đêm. Do là cái quán này cũng là quán quen, cho nên là cậu bạn chỉ cần xách xe ra ngoài đó rồi người ta đưa đồ ăn thôi.
Nhưng mà vừa xách xe chạy được khoảng 200m á, thì bắt đầu cậu bạn không biết tại sao thì đang chạy cái bị té xe. Bị té làm sao mà tay chân chạy hết, mặt mày thì sưng lên hết trơn luôn. Cũng chính đêm đó bà ngoại mới thấy ông cố về báo mộng. Ông cố mới nói á, là nó nói coi á, để coi gan đứa nào lớn hơn đứa nào. Bây giờ nó xô cho thằng cậu nó bị té chết như vậy đó, để coi gan của ai lớn hơn gan của ai. Thì ngay lập tức sáng hôm sau, bà ngoại mới hỏi cậu, mẹ rồi bạn á, coi có đứa nào hôm qua nói tầm bậy tầm bạ cái gì không. Mẹ với cậu bạn thì nói là con đâu có nói cái gì đâu. Còn bạn thì bạn nói là có, hôm qua con thấy cái bà đó, rồi con xách cây dao xét ra con ra đó con chửi bà. Thành ra bà ngoại bạn chửi cho bạn một trận luôn. Lúc này bà ngoại mới kể lại cái giấc mơ đêm hôm qua đó, thì ngay lập tức bạn nổi da gà hết luôn, bạn rất là sợ. Tại vì bạn nghĩ không thể nào mà nó linh nghiệm tới như vậy. Cho nên trong cái ngày hôm đó luôn, khoảng 8 giờ sáng đó thì cha bạn mới đi rước một cái ông thầy. Ông về ông hầu đồng. Ông cố nhập lên rồi ông cố trách mẹ bạn trước. Ông cố nói á, lụm đồ của người ta lên, không biết như thế nào mà còn đem á hả đi đốt đồ của người ta, rồi còn làm gãy chiếc vòng của người ta nữa. Thành ra người ta mới giận như vậy đó. Rồi tiếp theo là ông cố bạn chửi bạn, là chửi bạn cái tội bạn ngông cuồng, bạn đi chửi bới thách thức người ta. Ông cố nói á, người ta ở dưới á, người ta muốn làm cái gì mình cũng được hết á, còn mình là người ở trên này mình không thể làm cái gì người ta được đâu. Nói xong á thì bà ngoại của bạn mới hỏi ông cố là, tía ơi, cái bà già đó là ai vậy tía? Thì ông cố mới nói á, cái bà này ngày xưa bà cũng ở khúc này luôn. Ngày xưa do là chồng bà đi lính, rồi chồng bà tặng bà những cái món đồ này nè, bà mới bỏ vào cái khạp da bò. Rồi chồng của bà đi lính rất là lâu, không thấy về, không biết sống chết ra sao. Bà mới bỏ những cái đồ này vô cái khạp da bò đó, rồi bà ngồi đợi. Bà đợi cho tới khi bà già bà chết luôn á, thì những người xung quanh mới phát hiện ra kế cái xác của bà có một cái khạp da bò, thì người ta mới chôn cái khạp này chung với cái xác của bà luôn. Bà này không có con cái gì hết. Tuy nhiên á, không hiểu sao, tới khi mà người ta lấy cốt bà lên á, người ta không có lấy luôn cái khạp da bò này lên, mà người ta còn bỏ lại cái khạp da bò này ở đây. Cho nên là bà cứ ở đây bà giữ cái khạp đó hoài vậy đó. Thành ra bây giờ đào lên mà không hỏi á, thì bà giận bà phá vậy đó. Rồi thêm cái thằng nhỏ nữa, nó ngông cuồng, nó dám thách thức bà, để coi bà làm như vậy đó, coi đứa nào lớn gan hơn. Bây giờ muốn bà hết giận đó, thì mua lại những cái món đồ đó, rồi bỏ vào cái khạp da bò, rồi mang lại chùa đó, nhờ thầy chùa người ta tụng kinh vô đó, rồi gửi vô đó để cho bà biết là mình đã trả lại những món đồ đó cho bà rồi, và kèm theo một cái lời xin lỗi chân thành tới bà. Sau đó thì nhờ thầy cũng khuyên nhủ bà này vào chùa đi. Từ hôm đó đó là mẹ bạn cũng lật đật đi mua những cái món đồ đó lại, bỏ vào cái khạp da bò, rồi đem lên chùa. Từ đó là cái ao tôm này không còn thấy bóng dáng của người đàn bà đó nữa. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bye bye.